Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lời phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn dân gian rất là hay, Hồi Sinh Vợ Quỷ của tác giả Tiểu Ân. Tiểu Ân cũng là người đã viết ra bộ truyện Bà Tôi Là Pháp Sư mà mọi người đã nghe trong thời gian trước ở năm vừa rồi đó. Sắp tới đây mấy sẽ sáng tác trở lại và viết ra thêm nhiều bộ truyện để phục vụ cho chúng ta nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Hồi Sinh Vợ Quỷ, tác giả Tiểu Ân. Trong con ngõ nhỏ, tiếng kèn trống vang lên từng hồi não nề. Ai cũng tiếc thương thay cho số phận của cả gia đình anh Nậm. Nghĩ lại thì cũng trớ trêu thật. Anh Nậm lấy vợ mới được 5 năm, con bé con chưa đầy tháng, vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi người vợ, người mẹ của cái gia đình ấy. Nằm à, con mày nó lại khóc ngặt nghẽo lên đây nè. Anh Nằm đứng dựa vào tường, ngước nhìn lên di ảnh của vợ. Vừa nghe tiếng mẹ bảo con khóc, nước mắt anh lại chảy ra. Họ hàng nhìn thấy cảnh ấy thì cũng không cầm được nước mắt. Chị Lệ vợ anh Nằm, sống cả cuộc đời y như cái tên của chị vậy. Ngày còn nhỏ chị sống trong cái gia đình có cha không mẹ. Người ta vẫn bảo mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ nếm lá ngoài đường. Chị Lệ cũng vậy. Cha đi làm ăn suốt chẳng mấy khi trở về, cũng chẳng quan tâm gì tới chị. Gặp anh Nậm rồi cưới anh dọn dẹn có 5 năm, cũng là 5 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị. Sinh ra hai cô công chúa đáng yêu. Chỉ tiếc là trời cao kia lại thử thách lòng người. Sinh xong chị bị băng huyết, người yếu hẳn đi, cứ gầy trọc trạc. Chị cố gắng ở được với con 20 ngày thì mất đi. Rồi đây, hai đứa con của chị cũng sẽ sống những ngày tháng mà chị từng trải qua. Nè, mày có nghe mẹ nói không? Vào bế cái nạ đi, nó khóc không có nín, khổ thân lắm. Thấy con trai cứ đờ đẫn ra, bà Hảo đau đớn lắm. Một mình bà tần tảo nuôi con khôn lớn, nhìn nó lấy vợ sinh con, những tưởng được an hưởng tuổi già. Nhưng bây giờ nhìn con trai, nhìn cháu nội, bà đau như cắt từng khúc ruột. Không biết rồi đây bố con nó sẽ sống ra sao khi thiếu vắng bàn tay của chị Lệ. Bà vỗ vỗ bả vai của con mà nói: "Phải cố con à. Cái số nó như vậy thì mình chấp nhận. Mày phải ráng sống để mà còn lo cho cái na. Mày cứ như thế này, mẹ biết làm như thế nào? Con na nó biết sống làm sao hả con?" Anh Nằm nhìn mẹ, rồi nhìn vào cửa buồng nơi tiếng khóc của con đang nức lên. Anh đưa tay vuốt mặt rồi chạy vô. "Đây đây, bố đây. Nào, nín đi con." Anh Nằm bế con, vỗ vào lưng cái na nhẹ nhẹ. Con bé vẫn khóc không ngừng. Anh đau khổ tìm cái áo của vợ đắp lên người con bé, như thể tìm lại chút hơi thở của vợ anh. Kỳ lạ thay, cái na không những nín khóc mà nó còn nhìn anh cười đến nao lòng. Ôm con thật chặt, anh nức nở nhìn ra phòng khách, nơi mà vợ anh đang nằm lạnh lẽo trong cái hòm bốn cạnh kia. "Mẹ ngủ lâu quá bố à, con gọi mãi mẹ không có dậy." Cái thư ngày thơ hội bố, nó chỉ về hướng quan tài của mẹ nó, rồi nói thêm: "Mà sao mẹ không ngủ ở giường? Sao mẹ không cho em ti vậy?" Nhìn đứa con gái mới hơn 4 tuổi còn non dại, lại nhìn bé na trong tay, anh đau xót hướng về phía chị Lệ mà rằng: "Vợ ơi, em bảo anh phải làm sao đây? Em để lại bố con anh như thế này, bố con anh biết sống như thế nào đây? Con nó không có mẹ ở bên, nó sẽ phải đối mặt như thế nào đây hả vợ?" Từng lời nói gằn xuống, anh cố gắng kìm nén, gục mặt vào con. Cái na đưa đôi tay bé nhỏ của nó sờ sờ vào cánh mũi của bố, cười lên khinh khích. Bà Hảo đứng bên ngoài thở dài đau xót. Đêm xuống, anh Nằm cho con uống sữa rồi dỗ nó ngủ đi. Bà Hảo đón đứa cháu gái tội nghiệp vào lòng rồi nằm xuống cùng tiếp đi. Anh Nằm thẫn thờ bước ra sân,
Từng đợt gió thổi vào khiến cho người anh run rẩy. Anh bước tới trước quan tài của vợ, mở cái nắp kính, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của vợ rồi mỉm cười. Ngủ ngon nghe vợ yêu. Câu nói vừa dứt, đôi mắt chị Lệ bỗng mở trừng ra. Anh nằm giật mình loạn choạng suýt ngã đi. Anh bám vào miếng vải xô trắng phủ ở trên khoang, khiến cho cái cốc nến đang cháy dở rơi xuống đất vỡ toang. Con bé con trong buồng đang ngủ bỗng cất tiếng khóc ré lên. Anh nằm nhìn lại khuôn mặt vợ thì không thấy gì bất thường cả. Anh kéo lại tấm kính, phủ lại miếng vải xô rồi trở vào trong buồng. Chỉ là anh không để ý, giọt nước mắt từ khóe mắt của chị Lệ chảy ra từ lúc nào không hay. Đến bên cạnh con bé Na đang khóc, thấy mẹ mình vẫn đang say ngủ, anh cẩn thận bế cái Na lên. Trong lòng nghĩ về khuôn mặt trợn cứng của vợ khi nãy, anh thầm nhủ trong lòng, có lẽ do bản thân quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi. Đu đưa đứa con gái bé bỏng một hồi, bất chợt anh thấy con trợn trừng mắt lên nhìn, cười cười rồi đưa tay quơ quơ vào khoảng không. Chẳng biết sao tự dưng sống lưng dựng lên, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt của anh từ nơi cánh tay truyền đến. Anh vừa ngước xuống, thấy nguyên khuôn mặt thâm tím của vợ mình đang cười nhe nhẫn. Một tay vợ của anh luồn dưới thân con bé Na chạm vào tay anh, một tay còn lại chuẩn bị đưa lên vuốt ngực con bé. Cả người anh nằm như cứng đơ lại. Tiếng vợ anh thoảng ở bên tai u uất. Con đang khóc kìa anh, dỗ con đi. Từng giọt máu nhỏ ra nơi hốc mắt của Lệ. Cô từ từ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của chồng, rồi lại nhìn con. Cô nở một nụ cười chua chát. Xin lỗi ba bố con, thật xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ quên em. Không bao giờ đâu Lệ à. Anh nằm thốt lên trong đêm tối khi hình bóng của vợ biến mất. Anh ôm con vào lòng mà khóc lên trưng trức. Tờ mờ sáng, gia đình anh nằm cũng đã đưa được chị Lệ về dưới đất mẹ. Quay trở lại căn nhà, anh nằm mệt mỏi nằm vật lên giường. Hai đứa nhỏ còn đang say ngủ. Chúng đâu hề biết rằng sau này đây, chúng vĩnh viễn không còn có mẹ ở bên cạnh, sẽ vĩnh viễn sống một cuộc đời mồ côi. Ngày tháng cứ thấm thoát trôi đi. Con bé Thư đã 7 tuổi, con bé Na cũng vừa 3 tuổi tháng trước. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày giỗ của chị Lệ. Nằm à, dậy chưa? Nhanh dậy đi, còn đưa mẹ ra chợ nè. Dạ đây, dậy rồi đây. Thư ở nhà trông em cho bố nghe. Bố đưa bà đi một lát rồi về ngay. Anh hôn lên trán của hai đứa con, bước ra cửa, hôn lên tấm ảnh của Lệ mà anh treo ở đó như một thói quen. Hai đứa con nhìn thấy bố hôn mẹ thì cười rạng rỡ. Bà Hảo đứng bên ngoài nhìn vậy cũng tặc lưỡi. Bà ngồi sau xe của Nằm mà thủ thỉ. Nè mẹ bảo. Mẹ cứ nói đi. Thế mày định ở vậy tới bao giờ? Mẹ lại vậy rồi. Anh Nằm gắt lên một câu khiến cho bà Hảo cũng trở nên bực dọc. Nay là giỗ 3 năm của con Lệ rồi, mày để tang như thế cũng đủ rồi. Mày không nghĩ cho cái thân già này á, thì cũng phải nghĩ cho con mày chứ. Con của con nuôi được. Thế nào là nuôi được? Mày có biết thời gian qua mẹ vất vả như thế nào hay không? Con biết là mẹ vất vả, nhưng mà ngoài Lệ ra, con thật sự không muốn lấy ai nữa cả. Huống hồ gì con thấy cả nhà chúng ta vẫn vui vẻ đó thôi. Mày vui chứ mẹ không có vui nổi. Mẹ có mình mày thôi. Kể ra mày có nếp có tẻ thì cũng thôi đi. Đằng này mẹ đừng có nói nữa được hay không? Con xin mẹ đó. Bà Hảo thấy sự kiên quyết của con, giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi. Hai đứa nhỏ, mẹ già yếu rồi, sống nay chết mai, ai lo cho tụi bay?
Nhà mà không có bàn tay phụ nữ thì khổ lắm con à. Anh Nậm chẳng nói năng gì, chỉ đi ra cửa. Từ ngày vợ mất đi, anh không mảy may đoái hoài đến chuyện của bản thân, chỉ chăm chăm lo cho mẹ già con nhỏ. Bà Hảo thương con, lại nghĩ đến cảnh nhà chưa có người nấu giỏi nên bà sốt ruột lắm, cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng lần nào cũng bị anh Nậm gạt đi. Tối ấy, cả nhà đang quay quần bên mâm cơm nhỏ, hai đứa trẻ động thanh: "Con mời bà nội ăn cơm, mời bố mẹ ăn cơm." Bà Hảo thở dài, quay sang hỏi cái Thư: "Thư à, giả sử bây giờ mà con có mẹ chăm sóc, con có thích không?" "Mẹ con chết rồi, sao sống lại được mà chăm hả bà?" Con bé nói xong thì cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Anh Nậm không vui, nhưng trước mặt hai đứa con, anh cũng chỉ nói: "Mẹ ăn đi, đừng nói nữa. Nè, con gái, để bố gấp cho con nha." Anh quay sang lấy cái đùi, xé ra cho vào bát của hai đứa. Nhưng bà Hảo dường như không chịu dừng lại, bà buông đũa mà rằng: "Mẹ đã đồng ý cái thì con ông Thịnh ở làng bên rồi đó. Con liệu mà làm, đừng để mẹ chết ra rồi không có ai chống gậy." Bà Hảo vừa dứt lời thì tấm ảnh cũ của Lệ treo ở trên cửa 3 năm nay bỗng dưng rơi xuống đất vỡ ra tan tành. Anh Nậm vội lao đến. Con bé Thư hiểu hết lời bà nói, nó lườm bà nội một cái, nước mắt ngắn dài mà chạy theo bố. Anh Nậm nhặt tấm ảnh rơi ra khỏi khung đưa cho con gái lớn. Anh cúi người xuống nhặt từng mảnh kính vỡ đi. Trong lúc không cẩn thận, anh bị mảnh nhọn đâm vào tay, từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Chỉ là anh không có lấy nổi một cảm giác đau đớn. Thu dọn một hồi, anh dắt con quay lại bàn ăn. Anh nhìn mẹ: "Con biết là mẹ lo cho con, nhưng mà con thấy cuộc sống hiện tại tốt lắm mẹ. Mẹ đừng lo nữa." Bà Hảo lắc đầu ngán ngẩm. Đúng lúc này thì một tiếng còi xe máy kêu lên bíp bíp ở ngoài cổng. "Anh Nậm có nhà không vậy?" Con bé Thư nghe tiếng, vội vàng ôm bức ảnh của mẹ phi ra ngoài: "À, chú Thịnh." Người con bé còi cọc, mà sao cái giọng của nó khỏe thế không biết. Nó nhe cái hàm răng chiếc còn chiếc mất của nó về phía Thịnh mà cười lên toe toét. Vừa hậm hực là như vậy, ấy vậy mà mỗi lần nhìn thấy chú Thịnh của nó lại vui như lúa được mùa. Con bé lây quay mở cổng, chạy tới chỗ chú Thịnh của nó mà nũng nịu: "Chú Thịnh sao bây giờ mới về? Con nhớ chú lắm á." Đưa cho nó mấy gói kẹo cùng với bịch sữa, Thịnh xoa đầu nó. Nhìn bức ảnh nó ôm trong tay mà lòng anh nghẹn lại. "Cha bố nhà mày, chú mới đi có mấy tháng à. Nè, đi vô nhà đi. Làm cái gì mà mắt mũi tèm lem như vậy?" Thịnh dắt xe vào tới giữa sân nhà thì thấy Nậm đứng đó. Anh cầm miếng thuốc lào dịch vào vết thương còn đang chảy máu ra, miệng tươi cười mà hỏi: "Hòa, chủ nhật chú không nghỉ ngơi trên thành phố đi, lặn lội về đây làm gì? Thôi, vô nhà đi kẻo nắng đó." "Bữa nay dỗ chị mà, em phải về chứ. Đây nè, em mua con gà chọi gần 3 kg đó, với em có mua thêm ít hoa quả, tí anh cúng chị cho tương tất. Cúng xong thì nhà mình ăn cũng ngon." "Ghê quá, chú mày cứ bài vẽ. Người nhà không à, mà chú sao khách sáo quá." Con bé Thư nhanh nhẩu xách túi hoa quả trên tay Thịnh, rồi y ạch phát vào trong nhà. Hai anh em nhìn nhau phì cười. Giống dĩ anh Nậm cũng định đưa mẹ lên chợ mua chút đồ về làm mâm cơm cúng dỗ cho vợ, mà ngặt nổi sau chuyện khi nãy, bà Hảo đã bế cái Na bỏ thẳng về phòng chẳng thèm ra. Thịnh ngó vào trong nhà, ghé tai anh Nậm mà nói khẽ: "Bác Hảo lại làm sao hả anh?" Anh Nậm khổ sở gãi đầu, ném miếng thuốc lào đã đẫm máu ra ngoài khoảng vườn cạnh hông nhà. "Không có gì đâu, chú nhét con gà vô lòng đi, không nó chạy lại bắt lại mệt đó. Xong rồi anh với chú lên chợ. Sáng giờ anh đã đi đâu đâu, bữa nay anh cũng không có mời ai, có chú đến thật là tốt." Thịnh gật gật đầu. Cái Thư trong nhà vội phi ra kéo áo anh: "Chú Thịnh lên chợ mua cho con búp bê nha. Chú hứa mua từ Tết á, mà con đợi mòn cả đôi dép xốp này luôn rồi nè." Mồ tổ cha nhà nó,
Chẳng hiểu sao trí nhớ của nó tốt như vậy. Kể mà nó không nhắc thì khéo Thịnh cũng đã quên rồi. Anh Nậm ngượng ngùng mắng vốn con. Ừ, cái con bé này lớn tướng rồi mà còn đòi đồ chơi sao? Thịnh phá lên cười rồi đưa tay búng mũi con bé một cái. Nó vội vàng xoa xoa cái mũi nhỏ. Được rồi, chú nhớ mà. Lát nữa sẽ có con búp bê của mày, được chưa? Nhưng mà bây giờ á, con đi lấy cái rổ hoa quả ra rửa cho chú. Để một tí nữa chú thắp hương cho mày lại, có được không? Nó ngúng quẩy le lưỡi rồi chạy giọt vào trong nhà. Nó cứ lầm bà lầm bầm. Trời ơi, con rửa một cái là xong à. Đôi bím tóc xinh xinh buộc hơi lệch, lắc lư như cái sừng trâu. Nó khệ nệ ôm cái rổ đựng đầy hoa quả mà chú Thịnh mua vậy, đem ra sân giếng. Cái tay nhỏ xíu nhưng ném cái gạo nước xuống giếng rồi lại kéo lên thoăn thoắt. Khổ thân nó, mới có mấy tuổi đầu mà cái gì cũng làm được. 7 tuổi rồi mà người ngợm trông như mới lên 5. Lại nói về Thịnh, anh vốn là hàng xóm của anh Nậm, kém anh Nậm 4 tuổi. Chỉ là năm Thịnh 14 tuổi, bố của Thịnh cờ bạc nợ nần nên phải bán hết nhà cửa. Thịnh theo mẹ lang bạc khắp nơi. 2 năm sau thì mẹ của Thịnh cũng qua đời. Nhà nghèo chẳng có tiền làm đám, trung trũi như thế nào gặp lại được anh Nậm. Năm ấy Nậm vừa tròn 20, thấy Thịnh vất vả, Nậm khi ấy dốc hết số tiền mình dành dụm được đưa cho Thịnh an táng mẹ. Từ đó về sau, Thịnh coi Nậm như anh trai, ở cùng với Nậm được 2 năm. Vừa tròn 18 thì lên thành phố kiếm việc làm rồi trụ lại tới bây giờ. Nậm định kéo Thịnh đi thì anh chần chừ. Anh quay sang bảo: Ừ, anh đợi em tí, em vô bảo mẹ một câu nhé. Anh đó hơn thua với mẹ làm cái gì? Em thừa biết hai người cãi nhau, chứ không thì làm gì tới nỗi em về mà mẹ không đón chứ. Nằm mệt mỏi ừ một tiếng, Thịnh bước gần tới phòng của bà Hảo rồi gõ cửa thưa: Mẹ ơi, con là Thịnh nè, mẹ bế cái Na ra cho con ôm cái, con nhớ nó lắm rồi á. Thịnh lấy cớ nhớ con bé Na, lại gõ thêm vài cái nữa. Bà Hảo mở cửa ra, đôi mắt bà sưng húp. Bà khẽ đáp: À, mày về đó đó hả? Bữa nay mẹ mệt, Na nó cũng ngủ rồi. Vậy là mẹ không muốn gặp con rồi. Ôi, đường xá xa xôi, nhớ mẹ nhớ nhà mình mà gì. Vậy mà mẹ nỡ lòng nào không gặp con. Bà Hảo mũi lòng, chẳng gì thì Thịnh cũng ở đây lâu rồi, gọi bà là mẹ, bà cũng sớm coi cậu là người nhà. Bà thở dài thường thượt, định bụng ra ngoài thì nghe tiếng anh Nậm: Nè, coi đi nhanh chú Thịnh ơi, không chút nữa nắng vỡ đầu bây giờ. À thôi, con đi với thằng Nậm đi, nhớ mua cái gì ngon ngon cho hai đứa nhỏ. Cái Na nó vừa ốm dậy xong đó. Thịnh cũng chẳng nói thêm câu gì nữa, anh quay người ra ngoài. Trên chiếc xe Honda cũ, Nậm ngồi phía sau Thịnh, đăm chiêu chẳng nói gì. Thịnh mở lời: Anh sao vậy? Lại nhớ chị hả? Nậm vỗ vỗ vai Thịnh, tỏ ý không có chuyện gì. Thịnh lại nói tiếp: Em thì còn lạ gì, chắc mẹ là dục anh lấy vợ phải không? Nhìn mẹ khóc sưng hết cả mắt á, em cũng thương. Với lại... Chưa đợi Thịnh nói hết câu, Nậm đã ngắt lời: Chú không phải khuyên anh đâu, còn chú nữa, bao giờ để lấy vợ đây? Em mới có 30 chứ mấy, vẫn còn trẻ chắc, đợi duyên tới thì lấy thôi, không thì ở vậy nuôi con Thư với anh lo cái gì. Dẫu sao em cũng có hai đứa con gái rồi. 30 rồi mà kêu còn trẻ sao? Chú nhìn xem, chúng nó 18 đôi 10 đã còn cái đầy nhà rồi kìa. Chú mau lấy vợ đi, cho cái Thư cái Na nó có thím chứ. Suốt đoạn đường dài, hai anh em hàn huyên tâm sự đủ thứ. Duy nhất chỉ khi nhắc về chị Lệ là anh Nằm lại im lặng thôi. Trở về, cái Thư cứ nặng nặc đòi Thịnh phải ở lại. Nó bảo có bí mật muốn nói, ấy thế là đành chiều lòng nó thôi. Thịnh xin nghỉ thêm một hôm nữa. Chưa đến, Nằm khệ nệ bê mâm cơm cúng xuống dưới. Cái Thư tranh thủ ngồi cạnh chú Thịnh, còn bà Hảo thì ôm cái Na. Kể cũng khổ, cái Na mất mẹ từ nhỏ, nó có vẻ chậm phát triển hơn bình thường. Gần 2 tuổi nó mới biết đi, 3 tuổi vẫn chưa nói được gì ngoài bà với mâm mâm.
Cái thư nhìn con gà trên đĩa, mắt hao háo, nó đưa tay lên quệt mồm. Thịnh đem cái thớt lên nhà, vừa chặt gà vừa trêu nó. Con gà này á, phần bà một cái đùi, em Nam một cái đùi, bố Nậm một cái cánh, chú một cái cánh. Nè, Thư à, con ăn gì để chú để phần cho? Nó ngẩn ra một lúc rồi hết mỏ lên. Vậy con ăn bao câu ạ? Cả nhà phì cười với sự lém lỉnh của nó. Nhưng nghĩ ra cái gì, nó lại nhìn Thịnh, ghé sát sát rồi hỏi. Nhưng mà con vẫn thèm ăn đùi á. Được rồi, hai cái đùi là của con hết. Cái con này á, vậy mà khôn đáo để hả? Chú không được trêu con. Con ăn phần ngon cho lớn, lớn để còn chăm bà, chăm bố nữa chứ. Nghe tới đây, Nằm mát lòng mát dạ lắm. Còn Thịnh thì thấy thương cảm cho nó. Mới có vài cái tuổi đầu mà đã mong lo cho bà cho bố. Kể ra mà còn chị Lệ thì chắc nó cũng sẽ được sống vô tư như những đứa trẻ khác mà thôi. Tiếng khóc thét của bé Na bỗng dưng ré lên. Rõ ràng khi nãy nó còn nằm ngủ yên trong lòng của bà Hảo, thế mà sau vài giây thôi nó đã khóc ré lên. Bà Hảo vạch quần nó ra xem nó có bị tè hay ị hay không, nhưng chỉ thấy một vết bầm bên hông con bé. Quái lạ, con Na tuy 3 tuổi nhưng nó chẳng được năng động như đứa trẻ cùng trang lứa. Bởi thế mà hầu hết mọi thời gian nó đều chỉ nằm hoặc ngồi bên cạnh bà Hảo thôi, tay ôm chiếc áo của mẹ nó. Ấy thế thì vết bầm kia từ đâu mà ra? Chẳng lẽ nó ngã mà bà không biết hay sao? Anh Nằm nhìn thấy xót con, cho nên bế nó lên mà vỗ vỗ lưng. Nè, đánh cho chừa cái gì á, đụng vô người con nha. Làm con gái của bố đau ha. Con gái ruột của bố, nín đi con. Thịnh chặt xong con gà, bưng cái đĩa thịt gà ngồi xuống mâm. Anh bảo, sao anh không đưa con bé đi khám đi? Bệnh viện giờ người ta phát triển lắm. Bằng nó, cái đầu ở cạnh phòng trọ của em, nó hát ý ới được rồi đó. Con Na vẫn khóc không ngớt trong lòng anh Nằm. Anh vừa trung vừa vỗ vừa trả lời Thịnh. Cũng muốn đưa nó đi, nhưng mà ngặt nổi năm nay hơi túng. Chú cũng biết anh rồi đó. Nằm ái ngại nhìn đứa con gái nhỏ, ôm nó lên để cho nó quay vào người của mình, đầu tựa vào vai bố. Bỗng dưng nó cười khúc khích, cố với đôi tay đang nắm chặt cái áo của mẹ nó về phía sau anh Nằm. Mồm nó phát ra mấy tiếng rõ rệt. Mẹ bê, mẹ bê. Vừa nghe xong, cả người Nằm lạnh toát. Đôi mắt anh cứ thế mờ đi, như có làn sương mù mờ mịt ở ngay trước mặt vậy. Bà Hảo tưởng rằng mình nghe nhầm, vội đứng dậy muốn bế lấy con bé, thì nghe tiếng anh Nằm trưng trưng nói bằng cái giọng lạ lắm. Mẹ đây. Thế rồi anh Nằm cứ lả dần đi. Thịnh vội đỡ lấy người anh, vừa lo lắng hỏi, nhà mình có dầu gió không mẹ? Đây mẹ lấy. Bà Hảo lật đật chạy đi tìm lọ dầu. Anh Nằm tuy sụi lơ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy con bé Na. Những tưởng con bé sẽ vì thế mà khó chịu lắm, nhưng không, hiện tại nó đang cười toe toét, thật kỳ lạ. Mà giống dĩ những câu anh Nằm vừa nói cũng đã lạ lắm rồi. Cầm lọ dầu bà Hảo vừa đưa qua, Thịnh quệt quệt rồi dây dây hai bên thái dương của Nằm, vừa bấm vào huyệt nhân trung ở giữa mũi và môi của anh, ấn đi ấn lại mấy lần. Cái thư mặt lạnh tanh, nó đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào bố nó. Mãi cho tới khi Nằm hồi tỉnh trở lại, nó mới nói một câu khiến cho cả nhà chết lặng đi. Mẹ đi rồi. Anh Nằm vốn đã không khỏe, từ sau cái chết của vợ, anh chạy đôn chạy đáo, làm hết việc nọ việc kia để lo cho mẹ già và hai đứa nhỏ. Một mình cái thân gầy guộc của anh gồng gánh cả gia đình này, việc gì cũng đến tay. Thịnh từng chứng kiến cái ngày con Na còn nhỏ, thiếu sữa, thiếu hơi mẹ, nó khóc ì ạch suốt đêm, khiến cho anh Nằm chẳng thể nào ngủ nổi. Có những đêm anh gần như thức trắng, rồi sáng lại dậy từ 4:30 5 giờ để mà đi làm. Cường độ làm việc mệt mỏi, lại thêm chăm con, ngày ngủ dài 3 tiếng thì đến thánh còn không chịu nổi, chứ đừng nói chi là con người. Ấy thế mà suốt 3 năm nay, anh chưa từng một lần có mảy may ý định bước thêm bước nữa. Anh Nằm nghe con Thư vừa nói, anh vội ngó nghiêng xung quanh một hồi, tim anh run run. Anh hỏi, Thư à,
Con nói mẹ nào? Mẹ Lệ á, bố này hay ha. Con thì con chỉ có mỗi mẹ Lệ thôi, chứ còn mẹ nào nữa. Câu nói của nó như một tiếng sét đánh ngang tai ba người lớn trong nhà. Bà Hảo đang đứng thì ngồi phịch xuống chiếu, cao vía như Thịnh, nghe xong cũng thấy lạnh hết cả người. Chuyên Anh Nậm thì im lặng hồi lâu, bởi lẽ hơn ai hết, khi nãy anh mất đi kiểm soát, nhưng cái sự thân thuộc ấy anh chưa bao giờ quên được. Thấy mẹ và Thịnh đều như người mất hồn, Nậm cố tỏ ra phấn chấn, vừa bế cái Na lên, vừa xoa đầu con bé Thư nói. Hôm nay cái Na lại nói thêm được mấy từ, thiệt tốt quá. Nè nè, mẹ ngồi vô mâm đi. Ok chú Thịnh, vô đây ngồi, cơm canh nguội cả rồi nè. Bà Hảo nhìn thằng con trai đang cố tỏ ra kiên cường của mình, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Bà biết anh còn thương chị Lệ nhiều lắm. Thịnh lấy lại tinh thần, kéo cái Thư lại gần, đưa cho nó cái đùi gà còn nguyên. Nó cười hiếp mắt, khẽ thì thầm vào tai Thịnh. Tối nay chú ở lại, con kể cho chú nghe bí mật này. Phải nhớ là bí mật đó nghe, con quý chú nhất á, cho nên mới nói đó. Nằm nghe vậy giả vờ giận. Ôi, không khổ cái thân tôi. Con gái tôi lại còn giữ bí mật với bố nó, chỉ thích chú Thịnh thôi à. Thôi thế để chú Thịnh nuôi thương nha. Nó đon đã chạy sang hôn vào má của bố, xong rồi nó ngúng nguẩy ngồi lại xuống bên cạnh Thịnh. Nó dẫu cái mỏ lên mặt cãi. Không thích bố á, thì thơm bố làm gì, người ta yêu bố nhất đó nha. Cả nhà vì câu nói của nó mà ai nấy cũng đều bật cười. Cái sự lạnh lẽo khi nãy cũng tan biến mất đi. Ăn cơm xong, Thịnh đứng dậy định dọn dẹp mâm bát đi, thì cái Thư đã nhanh nhẩu kéo anh lên cái ghế dài. Nó vỗ ngực bảo: chú lên ghế ngồi uống nước sẽ trăng với bố con đi, con rửa bát hơi bị lành nghề á. Nhìn đứa con gái nhỏ hiểu chuyện tới đau lòng, anh Nậm ngượng ngùng nói với Thịnh: anh không có muốn nó vất vả sớm đâu, nhưng mà nó là đứa hiểu chuyện. Nó bảo bà nội vất vả chăm em Na, còn bố thì đau lưng suốt, nên nó tranh thủ rửa bát hơn tháng này rồi đó. Nhất anh trai của tôi rồi, có con gái như thế này á, bằng chục thằng con trai với dân chơi. Bà Hảo ngồi im chẳng nói gì, vỗ vỗ cái Na đang ngủ say. Mùa thu, cơn gió hiu hiu nhẹ nhẹ thổi, khiến cho người ta dễ chịu tới lạ. Anh Nậm ngồi trước hiên nhà, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Thịnh toan bước tới thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo anh đi. Nó đưa tay lên làm dấu, tỏ ý bảo Thịnh im lặng, chiều lòng cô cháu gái. Thịnh cười nhẹ rồi đi theo nó. Nó dẫn Thịnh tới chỗ góc bàn học của nó, còn ngó nghiêng xung quanh tra điều lắm lét. Nó ghé vào tai Thịnh nói nhỏ: cháu chỉ nói cái này cho chú thôi đó, chú phải hứa là không được nói với ai, kể cả bố á. Thịnh cũng học theo cái điệu bộ của nó, hớm hình mà nói: chú hứa. Con bé trầm ngâm một hồi rồi đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc cha bố nó nữa, chẳng hiểu học ở đâu cái thối chắc mẩm phải méo tay mới chịu nè. Đúng là trẻ con bây giờ lanh lợi thật, chẳng có như ngày xưa. Thịnh đưa ngón tay út lên móc méo với nó. Con bé vui vẻ mở hộc bàn ra, lôi ra một con búp bê nhỏ. Thịnh ngay lập tức há hốc miệng kinh ngạc, bởi lẽ con búp bê này chính tay anh đem nó đặt vào trong quan tài của chị Lệ mà. Anh trùng mình nhớ lại ngày hôm đó. Ngày chị Lệ mất đi, trời mưa tầm tã như khóc thương cho số phận của chị. Chị nằm trên giường, mắt mũi tái nhợt, trong hốc mắt trị ra một giọt nước mắt. Chị ra đi mà lòng mang nặng ưu tư, lo lắng, ra đi không nhắm mắt. Làm sao mà thanh thản cho được khi con chị đứa lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ còn chưa đầy tháng. Thịnh đứng bên cạnh xác chị, tay bế con bé Thư đang cố gắng nhào tới ôm lấy người mẹ vừa qua đời của nó. Thịnh dỗ dành: Thư ngoan, mẹ Lệ mệt rồi, để cho mẹ ngủ một giấc đi con. Nó gật gù hiểu chuyện, dúi chào tay mẹ nó một con búp bê. Nó nói bằng cái giọng lanh lảnh: mẹ Lệ, ôm búp bê mà ngủ đi, chú Thịnh mua cho con đó, mẹ nhớ cất kỹ nha.
Ai nó nhìn thấy cảnh này đều không cầm được nước mắt. Thịnh ghì chặt con bé vào lòng, khẽ vỗ về. Vậy chú để mẹ Lệ đem con búp bê này đi cất nha. Bà Hảo ôm đứa cháu gái đang khóc vì khát sữa, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Trời ơi, ông trời không có mắt mà. Con cháu tôi có tội tình gì mà ông nỡ hả ông ơi? Lệ ơi, con có nghe con bé Nà nó đang khóc không con? Chị Lệ là người dâu hiền, mẹ đảm, nức tiếng ở cái làng này. Chị về làm dâu chưa có bất kỳ ai nói ra nói vô một lời. Một tay chị chăm lo cho cả gia đình. Ngay cả khi anh nằm tai nạn té giàn giáo nửa năm, cũng một mình chị lam lũ không than nửa lời. Vừa chăm chồng, vừa chăm con, lại nuôi cả mẹ chồng. Ấy chị mà đúng thật là trời cao không thấu lòng người. Người tốt đẹp nết na thì hay bạc mệnh. Đau lòng nhất không phải ai khác mà là anh Nậm. Đối mặt với sự ra đi của người đầu óc tai gối suốt mấy năm nay, anh đau đớn tuyệt vọng vô cùng. Hốc mắt anh khô khốc đi, đỏ ngầu vì mấy đêm không ngủ được. Có ngày chợp mắt được chừng nửa tiếng thì lại giật mình thức dậy. Bây giờ cũng vậy, anh cứ ngồi đờ đẫn nhìn vợ ở trên giường, hết sờ tay lại vuốt mặt, thỉnh thoảng lại hỏi vài ba câu khiến cho người ta nặng lòng. Mãi cho tới khi liệm xong, anh mới chịu nằm nghỉ đi chốc lát. Anh bảo Thịnh, anh chợp mắt mấy phút, chú nhớ phải gọi anh dậy nghe. Chị Lệ yếu lắm, chị đang chờ anh à. Thằng đàn ông mạnh mẽ như Thịnh nhìn thấy anh mình còn trớt nước mắt, huống gì những người phụ nữ yếu lòng. Anh đặt con búp bê nhỏ với hai cái bím tóc vàng hoe mà con bé Thư mang ra hồi chiều vào quan tài của chị Lệ. Anh tự khấn, chị ơi, chị sống khôn thác thiên thì chở che cho hai đứa nhỏ, tụi nó khổ quá rồi. Bà Hảo ốm quặt quẹo mấy ngày nay, cũng may con bé Na được bú ké cô Thúy hàng xóm mới sinh xong. Lạ một điều nữa là mới chừng 20 ngày tuổi thôi, nhưng dường như con bé Na đã cảm nhận được hơi mẹ. Chỉ cần có cái áo của chị Lệ gối đầu hay đắp cho nó là nó cứ ngủ im ru. Lỡ lấy ra một cái, nó sẽ khóc ngặt nghẽo lên ngay. Thế mới thấy tình mẫu tử thiêng liêng nó tới nhường nào. Chú Thịnh, chú có nhớ con búp bê này không? Tiếng nói lạnh lót của con bé Thư cắt ngang dòng hồi tưởng của Thịnh. Tay anh trung trung cầm lấy con búp bê, vẫn là đôi mắt này, mái tóc vàng hoe cùng với bộ váy chấm bi năm ấy. Tại sao nó lại ở đây? Anh nhìn chằm chằm vào cái Thư. Nó giật lại con búp bê rồi biểu môi. Biết ngay là chú không nhớ mà. Thịnh chắc chắn rằng không thể sai được. Chính anh là người mua con búp bê này ở chợ Tràng, rồi chính tay anh tặng cho con bé, cũng chính tay anh đặt nó vào trong quan tài của chị Lệ mà. Lòng bàn tay của Thịnh mướt mồ hôi. Anh hỏi, nè, con lấy ở đâu ra con búp bê này vậy? Mẹ Lệ cho con á. Trên trán Thịnh mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối. Anh trung giọng hỏi lại, Con đang biết mình nói cái gì hay không? Mẹ con. Đúng lúc này tiếng anh Nậm vang lên ở đằng sau. Thư à, ra ngoài sân cho gà ăn hổ bố nghe. Bố nói chuyện với chú Thịnh một lát. Nó vội vàng đem con búp bê nhét lại vào sâu trong đáy học tủ, sau đó vẫy vẫy hai cái bím tóc rồi dạ một cái thật dài. Nó ra ngoài rồi, Thịnh giữ nguyên tư thế, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, nhìn Nậm khó hiểu. Nậm thở dài thường thực. Anh nói, chú đứng dậy đi rồi nói. Thịnh nghe lời anh đứng hẳn lên. Nậm kéo tay Thịnh ra ngoài vườn, trút trong túi ra bao thuốc thăng long, chìa ra rồi hỏi, chú có hút thuốc không? Thịnh gấp gáp muốn biết chuyện nên đáp ngay, dạ em không. Anh nói nhanh đi, em tò mò muốn chết rồi nè. Trái với sự dội vàng của Thịnh, Nậm thông thả châm điếu thuốc, trích một hơi dài rồi nhả khói ra. Lúc này anh mới nói, chú có tin trên đời này có ma quỷ hay không? Thịnh ngớ người một hồi rồi gật đầu. Nậm lại tiếp tục, thế chú có tin là chị dâu của chú, cũng là vợ của anh, vẫn còn đang quanh quẩn ở đây hay không?
Thịnh nghe tiếng tim mình đập mỗi ngày một nhanh hơn. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, rồi anh thấy Nằm bật cười lên ha hả. Thịnh thẹn quá, hóa giận mà nói: Ông anh giỡn với em đó hả? Nằm thấy mình cười hơi quá, vỗ vai Thịnh bảo: Anh nào trêu chú đâu. Chắc hẳn là chú nhìn thấy con búp bê của con Thư rồi phải không? Thịnh nghĩ nghĩ một phút rồi gật đầu. Từ xa, một bóng người dựa vào vách mà nghe cuộc nói chuyện của hai người. Nằm cười như không, kể một lẹo: Một năm trước đó, lần đầu thấy con búp bê ấy, anh cũng giống như chú bây giờ. Chỉ là hiện tại suy nghĩ thì thật sự thấy cũng không có gì đáng sợ. Cô ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh ba bố con của anh, có lẽ chưa từng rời đi. Chú không biết đó thôi. Từ sau khi cô ấy mất, con bé Na chỉ khóc ban ngày, còn ban đêm nó hay cười khúc khích một mình, tự chơi rồi tự ngủ ngon lắm. Có lần cái Thư bị xe ba gác nhà ông Sơn vỗ va phải, người ta bảo bánh xe chèn qua chân của nó, ấy thế mà nó chỉ bị trầy một tí ở cái mắt cá chân. Chú bảo như thế có lạ hay không? Cả anh nữa, mỗi lần uống rượu say, anh đều lơ mơ cảm nhận có người đang xoa bóp đầu cho anh, và cảm giác ấy y hệt như lúc Lệ còn sống vậy. Kể tới đây, sống mũi của Nằm cay cay. Anh hít hà một cái rồi ngửa cổ lên trời, cố gắng không để rơi ra một giọt nước mắt nào. Thịnh chỉ đứng một bên nghe anh tâm sự. Đột nhiên nhớ ra con búp bê, anh hỏi: Vậy còn con búp bê kia? Anh Nằm nhìn Thịnh, nói một câu không rõ đầu đuôi: Có lẽ là cô ấy đưa cho con Thư, anh cũng không biết. Chắc là khoảng hơn một năm trước, hoặc trước đó nữa. Anh phát hiện ra vì khoảng thời gian đó đó, con bé Thư cứ hay dám dúi chơi con búp bê trong phòng. Nó chỉ chơi buổi tối thôi, còn hay đóng cửa phòng nó lại nữa. Nó cũng hay bế con bé Na sang đó, thỉnh thoảng cái chị em nó cười phá lên với nhau. Nếu không phải có một lần mà anh dọn học bàn học của nó đó để chuẩn bị cho nó vào cấp 1, thì có lẽ anh cũng không thể biết được. Thịnh khó hiểu lại hỏi: Sao anh không hỏi nó đi? Anh không thấy lạ sao? Rõ ràng chính tay em đặt nó vô. Ban đầu thì cũng lạ, sau dần thì anh thấy cũng bình thường. Cô ấy còn nặng lòng với nơi đây, về thăm con là điều dễ hiểu thôi, không phải sao? Bà Hảo nghe tới đây chẳng giữ nổi bình tĩnh như xưa. Bà xông ra nắm lấy cổ áo con trai mà quát tháo ầm ĩ lên: Mày điên rồi Nằm ơi, mày điên thiệt rồi. Thịnh vội vàng đỡ lấy bà Hảo: Mẹ đừng có như vậy. Nằm không nói gì, để mặc cho bà Hảo la hét trong đau đớn: Nằm ơi là Nằm, bao giờ mày mới tỉnh ra hả con? Con ơi, mày phải sống mà lo cho hai đứa nhỏ. Mày... Vừa nói tới đây, bà Hảo ngã vật ra đất ngất đi. Đôi mắt Nằm hơi hốt hoảng, nhưng thấy Thịnh bế bà đem vào trong nhà, anh cũng không nói gì thêm, ủ trũ mà đi theo. Con bé Thư thấy trong nhà ầm ĩ, nó vứt cái gáo nước xuống, chạy vào trong hóng hớt. Thịnh cố lay lay tay bà Hảo, bấm vài cái ở các đầu ngón tay, ngón chân của bà, miệng sai con bé Thư: Thư à, lấy hộ chú cốc nước cho bà đi, nước ấm á. Anh Nằm đứng một bên bảo: Để anh, vết nước còn nóng lắm. Con bé đứng cạnh giường của bà cho hỏi Thịnh: Bà làm sao vậy chú? Có phải bà sẽ lại đi như mẹ không? Không đâu, bà sẽ không bỏ chú cháu mình đâu. Nè, cái Thư ngồi đây, bóp tay bóp chân cho bà nội đỡ mổ đi. Nhìn con bé chăm chú nắng bóp cho bà, Nằm đỡ đầu bà Hảo, nhẹ nhàng ghé vào môi bà cốc nước, ánh mắt hiện lên rõ sự áy náy. Thịnh lôi anh ra hiên mà chất vấn: Anh vẫn định giấu em sao? Nếu không có chuyện gì á, thì chẳng bao giờ mẹ lại như vậy. Anh có coi em là người nhà thì nói đi. Nằm bối rối trước những lời nói của Thịnh, ngập ngừng hồi lâu cũng không mở miệng ra nói được. Thịnh bực mình quay vào trong nhà, bỏ lại một câu chửi thề: Mẹ nó. Sáng ngày hôm sau,
Bà Hảo tỉnh lại thì thấy con bé Thư đang ngủ ngon lành ở cạnh giường của bà. Bà nghĩ tới cái Na, vội vàng vén chăn đứng dậy. Đầu óc bà quay cuồng chóng mặt, phải bám vào thành giường đứng một lúc lâu. Nằm đang trở mặt ngoài sân nhìn thấy, vội chạy vào trong đỡ mẹ. Con bé Thư cũng dụi dụi mắt, nó kêu lên: "À, bà nội tỉnh rồi." Cơn hoa mắt chóng mặt qua đi, bà nhìn quanh một lượt, nằm ảo não nói: "Chú Thịnh đi từ sớm rồi mẹ." "Vậy con Na đâu? Tối qua nó ăn uống gì chưa? Ngủ có ngon không?" Nằm đỡ bà Hảo ra ghế, với lấy cái lược chải đầu cho con bé Thư đang mắt nhắm mắt mở. Anh vừa làm vừa nói: "Hôm qua nó thức tới 2 giờ, bây giờ đang ngủ bù á. Chẳng biết giống ai mà ham chơi vậy không biết nữa, dỗ mãi chẳng chịu ngủ." "Rồi anh định sẽ như thế nào?" Nằm nhìn mẹ rồi hỏi lại: "Ừ, như thế nào là như thế nào hả mẹ? Mẹ nói gì con không hiểu." "Chuyện con Lệ đó, con đã bảo mẹ đừng có nhắc tới cô ấy nữa mà. Chết thì cũng chết rồi, còn gì đâu mà nhắc." Bà Hảo thấy con trai nổi giận, khóe mắt lại đầy nếp nhăn ương ước mà nói: "Mẹ chỉ muốn nói cho con biết là sống chết có số. Con đừng hành hạ bản thân mình nữa. Mọi thứ chỉ là tưởng tượng của con thôi. Mẹ biết hết, nhưng mẹ không mong con cứ chìm đắm mãi trong đó." Mắt cô nằm lông lên sòng sọc, vằn lên những tơ máu rất đáng sợ. Anh quát lớn: "Mẹ, mẹ chẳng biết cái gì hết." Con bé Thư bị bố chảy giật mạnh mớ tóc rối, nó nhăn mặt hét lên: "Bố, bố làm con đau." Lúc này nằm như bừng tỉnh, anh xoa xoa đầu con rồi khẽ nói: "Được rồi, nè con tự chải tóc đi, nhanh lên ăn sáng con đi học." Nói xong anh bước ra ngoài sân giếng, múc một gáo nước đầy xả từ đầu xuống. Sớm mùa thu, không khí hẳn lạnh nhưng cũng đủ để khiến cho nằm bình tĩnh trở lại. Một lát sau, anh vào nhà thay quần áo, chuẩn bị đưa bé Thư tới trường. Trước khi đi, anh ngoái đầu lại nói với bà Hảo: "Mẹ, mẹ xem khi nào sắp xếp được thì đưa cô Thi về đây." Bà Hảo ngạc nhiên cực độ, như kiểu bà sợ mình nghe nhầm, bèn hỏi kỹ lại: "Cái Thi con ông Thịnh hả?" "Dạ." Bà như mở cờ trong bụng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có cái điều gì đó không ổn. Rõ ràng mới cách đây một ngày thôi, mà tại sao con trai bà lại đổi ý rồi? Lúc trước gay gắt đến thế cơ mà. Bà ngập ngừng: "Sao tự dưng mày đổi ý vậy? Mà đưa về đây là như thế nào?" Ánh mắt nằm hơi khựng lại, nhưng rất nhanh mấy giây sau đó anh nói: "Chẳng phải đó là điều mẹ muốn sao? Con gần này tuổi rồi, còn 2 đứa nhỏ, làm trùm beng làm cái gì? Con nghe nói cô Thi cũng một đời chồng rồi, vậy cũng tốt. Mẹ cứ đưa cổ về đây ở đi, biết đâu đũa gãy với bát bẻ lại hợp nhau." "Thế thì cũng phải sang để mẹ hỏi chuyện người ta xem sao đã chứ." Nói xong, bà vội vàng đi lấy cái điện thoại cục gạch mà anh Thịnh mua cho bà, gọi điện cho ai đó. Nằm nhìn bà, chẳng nói thêm câu gì. Đêm hôm ấy, mặt trăng bị mây mù che khuất, ánh sáng còn trên những ngọn đèn đường. Cả căn nhà của anh Nằm lại vang lên tiếng cười giòn giã của con bé Na. Hôm nay bà Hảo phải về Hải Dương có việc, chẳng gì thì đó cũng là quê của bà. Nghe bảo dỗ chạp gì ở hòn ngoại mấy đời, anh Nằm không muốn để bà về, vì anh nghĩ mấy đời coi như hết họ rồi. Thế mà bà không chịu. Các cụ các bà ngày xưa đã muốn cái gì thì làm cho kỳ được, nhất là các vấn đề liên quan tới họ hàng. Chẳng phải vì thế mà cứ chi nọ chi kia, dây mơ chảy má với nhau, đến nỗi người làng không dám lấy người làng vì sợ đụng phải họ. Nói không ngoa, chứ có những người tóc hoa trăm vẫn phải gọi một người đôi chục cái tuổi đầu là chú là bác. Về dưới đó, ra đường không quen cũng phải mở lời chào hỏi, không thì tới lúc họp họ lại bảo đó: "Cái thằng này con kia gặp tao chẳng biết mở cái mồm ra đâu." Mẹ đi rồi, anh Nằm vừa phải trông con Na, vừa phải dạy bé Thư học bài. Nhìn con Thư trông lanh lợi là như vậy,
Ấy thế mà lúc ngồi vào trong bàn học thì cái nhanh nhậu ấy nó cứ lặn đi đâu. Anh Nằm đặt con bé Na trên giường, để gần nó với cái áo cũ của Lệ và vài món đồ chơi. Nó chới với níu lấy áo anh Nằm. Anh xoa đầu nó dặn: "Nè, Na ngoan, chơi ở đây một lát nha. Bố sang coi chị Thư học hành như thế nào, rồi bố lại về bế Na ha." Phòng con bé Thư ngay sát cạnh bên, nên anh đi có một bước là sang tới. Thấy con gái lớn đang ngồi cắn đầu bút chì, tay kia gõ gõ mấy cái xuống mặt bàn, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Anh Nằm bước tới gần, phì cười vì trông nó như bà cụ non. "À, bố." Con bé thấy bố thì hé hé mắt cười. Anh Nằm biết nó đang bí bại thì hỏi: "Sao rồi? Lại làm không được sao?" Nó lấy tay xoắn xoắn vài cọng tóc vất vơ của nó ở mái, biểu môi mà bảo: "Bố nào thì con nấy mà. Ngày xưa tại bố học dốt, cho nên bây giờ con mới chẳng thông minh được." Anh Nằm gõ đầu nó một cái rồi mắng yêu: "Bố nhà cô chỉ được cái mồm thôi. Đâu nào, đưa đây bố chỉ cho." Nó lắc đầu ngoài ngoài: "Thôi thôi, hôm nọ bố giảng bài cho con á, sai hết một nửa rồi đó. Giá mà chú Thịnh ở đây bố ha, chú ấy cái gì cũng biết hết á." Nói xong nó cười cười rồi lấy tay xua bố ra khỏi phòng. Anh Nằm nghe nói như thế thì cũng không bảo gì, định sang lại chỗ con bé Na thì chợt nghe tiếng đùa vui vẻ của nó. Anh vội chạy sang ẵm con lên thì tay chân và mặt của nó lạnh toát đi. Anh thở dài ru nó ngủ. Tiếng trầm trần khàn khàn của anh vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ. Cái Thư ngáp ngắn ngáp dài, chạy sang thấy bố ru êm, nó chui tọt vào gần anh Nằm. Lát sau thấy hai đứa con đã ngủ say, anh kẻ khàng đắp cho chúng chiếc chăn mỏng rồi bước về phía cái nhà kho ở sau vườn. Nhìn xa xa chỗ cái kho ấy chẳng khác gì một cái bếp nhỏ cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm. Cách đây 2 năm nó đã bị sập một lần, vì thế cho nên bà Hảo không cho hai đứa nhỏ lại gần. Chính anh Nằm cũng dặn bà không nên lui tới, bởi vì nó ở tít cuối vườn lại tối tăm. Hơn 1 năm gần đây nó lúc nào cũng được khóa kín. Bà Hảo thì chẳng để ý gì, vì nó xa nhà chính. Với lại bà cũng sợ không may nó sập một lần nữa thì có mà tôi, cho nên cũng không ngó ngàng gì tới. Anh Nằm đứng trước cửa nhà kho, hít một hơi thật sâu, nhìn lên gần nóc, thấy có dán một cái lá bùa màu đỏ. Anh đứng lay quay mãi một hồi mới mở được cái khóa ra. Những tưởng bên trong phải bụi bặm bởi lâu ngày không có ai lui tới, ấy thế mà nó lại sạch sẽ vô cùng. Sát bên cạnh tường còn có một cái chõng. Anh Nằm bước tới gần chõng, đặt mình nằm xuống, thủ thỉ vài câu rồi tiếp đi. Đến khi trời hơi tờ mờ sáng, anh lại một lần nữa đóng cửa lại, trở về xem hai đứa con nhỏ thì thấy chúng vẫn đang ngủ say. Nhìn chúng, đôi mắt anh lóe lên một cái nhìn kiên định. Đang lúi húi nấu đồ ăn sáng dưới bếp thì anh nghe thấy có tiếng xe máy chạy vào sân. Ngó ra thì thấy xe của Thịnh. Lần này Thịnh không nói nhiều, chỉ đem con cá dưa đưa cho anh rồi nói: "Mẹ gọi cho em, bảo là anh sắp đến giờ." Anh Nằm vẫn cầm cùi lật qua lật lại miếng trứng ở trên chảo, ừ một tiếng. Thịnh lại ra ngoài, leo lên xe đi mất. Sau lần trước giữa hai anh em như vô hình có một bức tường chắn ngang. Thịnh không giận Nằm, nhưng lại thấy buồn, vì nghĩ anh ấy coi Thịnh như người ngoài, có chuyện nhưng giấu không muốn cho anh biết. Ngày hôm nay vẫn như mọi khi, anh Nằm đưa con sang nhà cô Thúy hàng xóm, nhờ cô trông hộ một buổi, vì bà Hảo không có nhà. Tiếp đó anh đưa con Thư đi học rồi mới đi làm. Đêm, chờ cho hai đứa con ngủ đi, anh lại mò mẫm về phía căn nhà kho đầy bí mật kia. Nhưng đã gọi là bí mật thì cũng sẽ có lúc phải bị bật mí ra. Thịnh bước từng bước trở về nhà, còn đang nghiêu ngao cái gì thì thấy một cái bóng đen xẹt ngang chạy về phía sau vườn. Hôm nay anh để chiếc Honda Dream 9 của mình ở bên nhà cô Lâm Lát, vì nó bảo sáng sớm mai nó muốn đưa mẹ nó đi bệnh viện mà không có xe. Hai chân về tới nhà thì cũng đã trả trời, lại gặp ngay thằng ăn trộm. Trong suy nghĩ của Thịnh thì hơn 11 giờ tối như thế này còn lắm lét ngoài vườn nhà anh thì chỉ có thể là mấy thằng trộm cắp trình mò mà thôi. Anh nhẹ nhàng đi vào, vớ lấy cái đòn gánh của bà Hảo đang đặt trước hiên, dò dò từng bước về phía sau vườn. Thịnh lên thành phố bao nhiêu năm, nghề nào cũng làm qua cả,
từ bốc vác tới đòi nợ thuê, rồi may mắn giúp đỡ một bà lão đột quỵ được nhận vào làm trong công ty của con trai bà ấy. Tuy không phải chức vị cao sang gì, nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Bởi làm qua nhiều việc nặng nhọc nên Thịnh trong đô con bắp tay bắp chân đủ cả, lại thêm cái hình xăm con hổ ở ngay cánh tay. Thằng đại ca ngày xưa bảo đi đòi nợ phải có hình xăm cho nó oách. Thịnh cố để không phát ra tiếng động, ta vẫn khư khư cái đòn gánh. Lại nói tới cái vườn của nhà Nậm, mặc dù nhà không cắm khá gì, nhưng được cái đất vườn nhà anh lại thênh thang. Cũng chẳng phải riêng nhà Nậm, mà ở đây nhà nào cũng thấy đất trẻ bèo, nhà nào khá giả thì có thêm cái ao bèo nuôi cá, còn không thì đất vườn. Ai thích trồng rau thì trồng rau, ai muốn ăn trái thì trồng cây ăn trái. Nhà Nậm vốn neo người, lại toàn người già và trẻ con, nên trong vườn chỉ có những cây nhãn, cây vải, cây ổi trồng quanh. Cái tầm vào tháng 6, tháng 7, nhãn vải vào mùa, bọ xích rất dày đặc, phun bao nhiêu thuốc cũng chẳng ăn thua. Thịnh cứ đi từng bước, chợt thấy ánh sáng le lối ở cuối vườn. Thầm nghĩ, quái lạ, cái nhà kho sập xệ kia sao lại có ánh đèn chứ? Chân Thịnh vẫn dò dẫm đi tới nhà kho. Đứng bên ngoài, anh chết lặng khi nghe cái tiếng nói khàn khàn. Gắng đợi anh thêm một chút nghe. Xin lỗi em. Giọng nói này Thịnh chắc chắn không nghe nhầm, là anh Nậm. Anh ấy vậy mà lại đưa phụ nữ về đây sao? Cái đòn gánh trên tay Thịnh rơi xuống đất. Nậm nghe thấy tiếng thì hốt hoảng đứng bật dậy ngó ra cửa. Thịnh đứng đó đợi anh Nậm. Ánh mắt Nậm đỏ ngầu, khó chịu mà nói: Chú lên nhà đi, ở đây không có việc của chú. Phải rồi, ở đây làm gì có việc của em. Trước mặt người khác á, thì tỏ ra chung thủy với chị Lệ, sau thì đồng ý với mẹ lấy con gái người ta. Bây giờ lại ở đây. Thịnh chưa nói hết câu đã ăn trọn cú đấm của anh trai. Nằm hét lên: Chú im đi, chú thì biết cái gì? Thịnh giữ lấy hai tay của anh mà gầm lên: Em chẳng biết cái gì cả. Còn anh, còn anh thì... Thịnh vừa nói vừa đẩy Nằm vào bên trong. Chưa kịp nói hết câu thì như có ai chặn họng. Căn nhà kho có duy nhất chiếc đèn pin chiếu sáng, nhưng cũng đủ để cho Thịnh nhìn thấy rõ một chiếc quan tài đang nằm ở ngay cuối chõng. Còn trên chiếc chõng sát tường là một hình nhân thạch cao, có gương mặt rất giống như chị Lệ. Vẫn còn đang hoang mang, Thịnh bỗng dưng thấy nhói một cái sau gáy, rồi cứ thế mà ngất đi. Nằm đứng gần cửa, gương mặt đằng đằng sát khí, anh vỗ về hình nhân như nói với vợ mình: Em đừng sợ, chú Thịnh nó còn nhỏ dại, đừng chấp chú ấy làm gì. Nói xong, Nằm trói hai tay hai chân Thịnh lại, chạy về phía nhà chính lấy cuộn băng keo dán chặt miệng của Thịnh. Nhìn đứa em trai mình yêu quý nằm trên đất không biết gì, Nằm khẽ thốt ra: Xin lỗi, nhưng mà chuyện chưa thành, đành để chú chịu thiệt thòi vậy. Anh kéo tấm chăn trên chõng đắp cho Thịnh, tắt đèn khóa cửa, rồi lên nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày bà Hảo về. Cái Thư được nghỉ học, ngồi chầu chực ở trước cửa từ sáng. Nó biết mỗi lần bà về quê sẽ có một đống quà cáp. Anh Nậm cũng ở nhà, đang cho cái Na ăn cháo. Từ cái ngày nó gọi mẹ mẹ hôm trước, cho tới nay vẫn chưa nói thêm một câu gì nữa. Nội về rồi Thư à, Na ơi. Bà Hảo nhớ cháu, chưa về tới cửa đã đánh tiếng. Cái Thư hô lên: À, bà nội về rồi. Khuôn mặt của nó vui vẻ phi ra đón bà nội, nhưng chỉ một lát sau, nụ cười kia tắt ngấm đi. Kèm theo đó là một cái nhìn chết người mà nó bắn về phía người phụ nữ theo sau bà nội. Cô thì thấy thế hơi ngượng ngùng, còn bà Hảo thì không mấy vui vẻ. Bà bảo: Cái Thư gọi bố ra mở cổng cho bà đi, tay bà xách nhiều đồ quá à, nhanh lên con. Thư không thèm nói gì, bỏ vào trong nhà. Anh Nậm thấy ồn ào ngoài cửa, lại nhìn thấy khuôn mặt xị ra của con gái thì đoán được.
anh đặt cái Na lên giường, đi ra mở cổng. Cổng vừa mở ra, anh đưa tay đón đồ đạc trên tay mẹ, rồi liếc nhìn người phụ nữ theo sau, miệng nói: "Mẹ về rồi. Đây là cô Thi phải không?" Anh nhìn qua một lượt. Tuy nói rằng cô Thi một đời chồng, nhưng vì cô chưa sinh con nên vóc dáng còn nuột nà lắm. Khuôn mặt tròn tròn với mái tóc búi cao đằng sau, mắt hơi buồn nhưng trong phúc hậu. Nước da cô hơi ngâm chứ không trắng xanh như lệ, nhưng chính bởi thế mà trông cô khỏe khoắn lắm. Ngược lại bầu ngực của cô nhô cao, lấp ló sau chiếc áo trắng tinh khôi. Bà Hảo thấy con trai cứ nhìn chằm chằm vô cô Thi thì khẽ hắng giọng: "Nè, cô Thi đưa đồ cho thằng Nắm nó xách vô cho. Mau vô nhà đi, không các cháu nó mong đó." Rồi bà để mặt cô Thi đang ngượng ngùng lại cùng với thằng con trai của bà. Anh Nắm đánh giá cô một hồi rồi gật đầu nói: "Cô vô nhà nghỉ ngơi. Chắc lần này mẹ tôi dẫn cô về quê hả? Nếu vậy thì chắc cũng đã nói hết rồi hả?" Từ đầu tới cuối cô Thi vẫn không nói gì. Mãi sau khi anh Nằm quay trở vô, cô mới thở hắt ra rồi hít vào một hơi mà bước vào theo. Ngồi trên chiếc ghế cạnh bà Hảo, cô Thi nhìn căn nhà của gia đình bà. Bà Hảo cầm tay cô vỗ vỗ rồi nói: "Yên tâm đi, ở đây con không có thiệt thòi gì hết. Thằng Nằm nó hiền lành, chỉ tiếc là..." "Dạ con hiểu mà." Con bé Thư mặt hầm hầm, nó cầm cốc nước đặt cái bịch trước mặt cô Thi. Nó bảo: "Mời cô, cô uống xong á thì đi cho cháu nhờ." "Nè cái con bé này, mày học ở đâu cái kiểu ăn nói như vậy hả? Xin lỗi cô mau, sau này cô ấy là mẹ của mày đó, mày phải nghe lời đó nghe." Cô ta không phải mẹ, con chỉ có mẹ Lệ thôi." Anh Nằm từ đằng sau định phát vào mông nó, nhưng khi nghe tới mẹ Lệ thì anh không xuống tay được. Anh ngại ngùng xin lỗi cô Thi: "Cái con không hiểu chuyện, mong cô đừng giận nghe." Thì xua tay. Thật ra thì khi chấp nhận về đây, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Cô cười, chìa ra một con búp bê xinh đẹp ra trước mặt con bé rồi nói: "Không trách Thư, đây là quà của cô nè." Cái Thư cầm con búp bê rồi ném ra sân, sau đó chui vào phòng đóng chặt cửa lại. Cái Na tự nhiên khóc tré lên. Thế vội vàng đứng dậy bế lấy con bé, vỗ vỗ vào lưng nó vài cái. Anh Nằm khó chịu trong lòng lắm, nhưng vẫn im lặng, chẳng hề thể hiện ra. Bỗng dưng thì la lên oai oái. Thì ra con bé cắn vào tay cô đến chảy cả máu. Bà Hảo hoảng quá, vội đem con bé ra xa. Thì tủi thân ôm mặt khóc. Bà Hảo thở dài, ôm con bé đi về phía phòng của Thư. Chỉ còn lại anh Nằm và Thi đang ở trong gian nhà này. Anh bước ra sân, nắm chặt con búp bê trong tay, nghiến răng kẹn kẹt. 3 giây sau anh quay lại nhà, vẻ mặt áy náy. Cô Thi lau nước mắt, hướng về anh mà an ủi: "Yên tâm đi, em không sao đâu." Nằm chỉ biết cười. Thi xoa xoa bả vai còn trướng máu. Anh tinh ý chạy đi tìm miếng bông đưa cho cô. Thi ngồi xuống lấy cồn y tế đổ lên bông, kéo một bên áo xuống, nhưng lây quay không với tới được chỗ vết thương. Anh Nằm bước tới, lấy miếng bông trên tay cô, nhẹ nhàng chấm vết thương mà cô vừa bị con cắn. Hơi nóng của anh phả vào người Thi khiến cho cô run rẩy. Nằm ngồi sau nhìn thấy bộ ngực phập phồng đều đặn, lấp ló dưới tấm áo. Cổ anh bỗng dưng trở nên khô khốc. Anh quay mặt đi, vô tình chạm mạnh vào vết đau của Thi. Cô khẽ ú lên một tiếng. Nằm đỏ mặt: "Xong rồi, tôi xuống nấu cơm, cô ngồi chơi." "Anh vô xem hai cháu đi, để em nấu cho." Không để anh từ chối, cô Thi bước ra ngoài bếp. Từ lúc mới vào đây, cô đã thấy căn nhà bếp ở ngay bên hông nhà. Dạo tới đây, cô lại ngạc nhiên hơn vì bếp rất sạch sẽ. Cô vẫn nghĩ không có bàn tay phụ nữ thì hẳn đồ đạc sẽ bừa bộn lắm. Cô cười thầm rồi lại đỏ mặt. Ở trên nhà, anh Nằm chạy ra nhà tắm gần sân giếng, mở vội lên rửa sạch tay, hắt nước vào mặt mấy cái, mồm liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Nằm ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào chiếc gương trên tường.
khuôn mặt anh toát lên một sự đáng sợ không thể lý giải được. Màn đêm lại buông xuống theo quy luật vốn có của nó. Đêm nay trong căn nhà anh nằm có thêm sự xuất hiện của một người phụ nữ. Thịnh mờ mịt tỉnh lại trong căn phòng tối. Anh mệt lả đi vì cả một ngày chưa ăn uống gì. Hai tay anh tê cứng vì bị trói ra đằng sau. Cửa kho có tiếng lạch cạch. Nằm đứng đó nở một nụ cười rồi nói: Cực khổ cho chú rồi. Đợi anh xong chuyện sẽ để cho chú tự do. Đừng trách anh. Thịnh ú ớ vì bị bịt kín miệng. Nằm nhẹ nhàng gỡ băng dính ra khỏi miệng em. Thịnh trích lên: Anh điên rồi, thả em ra. Có gì anh em mình cùng bàn bạc, tại sao lại làm như vậy? Nằm tra giấu xịt, nhét từng muỗng cơm vào miệng cho Thịnh. Ăn uống đi, chờ ngủ thêm một giấc. Sáng mai mọi sự thành, anh sẽ thả chú ra. Thịnh nhổ cơm ra tức giận mà nói: Anh à, chú cuộc anh định làm gì? Còn đây nữa, đây là thứ gì chứ? Ánh đèn pin trên tay nằm soi sáng cả cái kho. Thịnh cũng nhìn thấy hình nhân của chị Lệ ở trên võng. Nằm đột nhiên cắt lên: Thứ gì là thứ gì? Đây là chị dâu của chú, chú không nhận ra sao? Anh đào mã chế lên, vậy nên con búp bê kia cũng là anh. Phải, là anh đó. Không, không thể như vậy được. Nếu vậy thì xác Kỳ Lệ đâu? 3 năm rồi, sao có thể? Thịnh đưa mắt nhìn về phía con hình nhân kia, rồi lại nhìn sang Nằm. Anh hờ hững nói: Chú nghĩ không sai. Xác cô ấy trong bức tượng thạch cao đó. 3 năm trước, anh không thể chấp nhận được việc cô ấy rời đi. Bởi thế nên anh đã đem cô ấy về. Dưới đất sâu lạnh lẽo như vậy, sao mà cô ấy chịu được chứ? Anh tìm một thầy pháp, nhờ ông ta nuôi một thứ trong xác của Lệ. Có nó, Lệ sẽ không bị thối rữa. Ông ta bảo chỉ cần nuôi giữ 3 năm, tìm một cơ thể mới, Lệ sẽ trở lại. Chú biết kia không? Anh đợi ngày này 3 năm rồi. Ánh mắt anh trìu mến nhìn về phía người vợ đang nằm trên võng kia. Thịnh nghe xong thì bàng hoàng thốt ra: Cơ thể anh chọn là cô Thi kia sao? Anh điên rồi, anh điên thật rồi. Anh tỉnh táo lại đi. Người chết sao có thể sống lại chứ? Em xin anh đó, chị Lệ chết rồi. Nằm đột nhiên quay sang giáng cho Thịnh một cái bạt tay, rồi ném cái bát cơm trên tay vỡ toang đi. Chú không ăn thì nhịn đi. Anh đợi ngày này 3 năm rồi, chú không cần nấu thêm cái gì nữa. Xong việc, anh tự cắt thả chú ra. Nằm nói xong thì vớ lấy cái đèn pin, đóng cửa lại rồi khóa cửa ngoài. Căn nhà kho lại chìm trong bóng tối. Thịnh cắn răng, cố gắng nghĩ cách mà thoát ra. Anh không thể để anh trai mình từng bước lún sâu được. Giọt nước mắt anh rơi ra. Một tiếng thều thào bên tai của anh truyền tới: Nhanh đi, ngăn anh ấy lại. Sống lưng của Thịnh chợt cứng đờ. Anh run rẩy hỏi: Chị Lệ, có phải là chị hay không? Không còn thời gian nữa đâu, đi nhanh đi. Như tiếp thêm được sức mạnh, Thịnh quờ quàng được mảnh bát vỡ khi nãy, cố gắng cứa từng chút một vào cái dây thừng đang trói lấy tay anh. Nằm quay trở lại nhà, thủ thỉ điều gì đó vào tai con bé Thư. Nó bưng vào phòng của Nằm một cốc nước cam. Thấy cô Thi đang ngồi trên giường gọi điện, nó nói trống không: Bố bảo cháu mang tới, uống đi. Cô Thi vội vàng cướp điện thoại, chưa kịp nói thêm gì thì con bé đã ra ngoài. Bà Hảo bị anh Nằm ép sang nhà dì Mậu từ lúc chập tối. Anh lấy cớ muốn có không gian riêng với cô Thi. Bà Hảo nghe vậy thì vui vẻ đồng ý ngay. Có lẽ hiện tại đang nói chuyện về cô Thi với anh bên đó. Thì thấy con bé đưa nước cam cho mình, lòng không khỏi cảm động. Cô uống một hớp rồi đặt xuống. Nằm cũng đi vào trong phòng. Trong căn phòng nhỏ, Nằm nhìn Thi đang ngượng nghịu ngồi trên giường. Khuôn mặt cô đỏ như uống rượu. Trong mắt Nằm bây giờ,
thì cô giống y hệt như Lệ ngày đầu tân hôn. Đây cũng là phòng của vợ chồng anh ngày trước. Nam hỏi: "Về đây cô có hối hận không?" Thế nhìn Nằm kẻ lắc đầu. Anh đưa cho cô cốc nước cam thì uống thêm một ngụm. Nằm sợ má Thi vùi vào ngực cô. Người Thi sụi lơ, cô bất tỉnh nhân sự rồi. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên. Anh đặt cô ngay ngắn trên giường. Ngoài khe cửa, con bé Thư nhìn trộm vào trong phòng. Rõ ràng khi nãy bố bảo nó chỉ cần đưa nước cam cho cô ta, bố sẽ mang mẹ về. Tại sao hiện tại chưa đuổi cô ta đi? Thư nghĩ thầm trong lòng, tức tối mà đập cửa. "Bố, bố ra đây." "Quay về ôm em ngủ, nhanh lên, đừng có để tôi điên lên đó." Con bé giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên nó bị bố quát như vậy. Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, chạy về đóng chặt cửa, ôm em khóc lên trừng trức. Nằm đau lòng lắm, nhìn cô gái trước mặt, tay trung chảy móc ra một cái bọc nhỏ màu đen. Đây là thứ mà trước đây mấy ngày, trước cả khi anh trối tịnh, anh đã lấy ra khỏi bức hình nhân bằng thạch cao. Nhớ tới lời ông thầy, chỉ cần đem nó hòa một ít vào nước, phần còn lại trực tiếp nhét vào bụng cơ thể khác, vợ anh có thể quay lại. Tuy rằng anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cầm con dao trên tay, anh vẫn run rẩy. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đạp mạnh một cái. Thịnh thở hồng hộc ở cửa phòng, phi tới đấm cho Nằm một phát rồi gào lên: "Anh điên vừa phải thôi, anh làm như vậy á, có nghĩ tới hậu quả hay không?" Con dao trên tay Nằm văng ra, anh giận dữ nhào tới, cố gắng giành lấy nó. Thịnh ôm chặt lấy người Nằm, hai bên xô xát một hồi. Nhưng sức Thịnh thì làm sao bằng Nằm được, vì cả ngày Thịnh đâu có được ăn cái gì. Thịnh bị Nằm đẩy cho một cái, đầu đập vào thành giường, máu chảy xuống ròng ròng. Bà Hảo nghe được cuộc điện thoại của Thịnh, tức tốc quay trở dậy. Tim bà nhảy lên liên hồi. Bà sợ hãi thấy máu trên đầu Thịnh, rồi lại sợ hãi nhìn thằng con trai đang mất dần nhân tính kia. Không ai đoán được, ngay sau đó miệng bà Hảo lại cất lên thành tiếng: "Chồng à, anh dừng lại đi." Tiếng nói kia vừa cất lên, đôi mắt Nằm trợn tròn, đôi tay run rẩy hướng về phía bà Hảo, mà bây giờ đã là Lệ. Không thể cầm lòng nhìn chồng lún sâu vào trong tội lỗi, Lệ nức nở nói: "Em biết là anh thương em. Ba năm qua ở cạnh bố con em, em đã thấy đủ lắm rồi. Dừng lại, dừng tay lại đi anh." Nằm nắm lấy cánh tay của Lệ, lý nhí mà nói: "Ông ta chỉ bảo cần, chỉ cần làm như vậy là vợ sẽ quay lại thôi." "Không, ba năm nay anh nghe lời ông ấy, giam giữ em ở đây. Em tự nguyện vì muốn ở cạnh ba bố con. Nhưng em biết bên ngoài người ta vẫn đang tìm em. Trốn ba năm là đủ rồi. Em vẫn muốn kiếp sau được làm người, được gặp lại anh và các con. Để em đi, đừng làm chuyện dại dột nữa, có được hay không anh?" Nằm đau đớn không can tâm, anh ôm chặt Lệ vào lòng, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả hai gò má gầy trột đi của anh. "Anh không thể mất em được. Ở lại với anh đi, ở lại với bố con anh đi mà." Lệ xoa lưng chồng, khẽ thều thào nói: "Tâm em vẫn mãi ở đây. Chồng em là người mạnh mẽ mà. Thi là cô gái tốt, chắc chắn cô ấy có thể chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ. Tin em đi." Nói xong, Lệ quay sang cười với Thịnh. Thịnh ôm vết thương trên đầu, nước mắt cũng đã sớm giàn giụa ra. Với sự giúp đỡ của chị dâu, anh thoát khỏi căn nhà kho, đồng thời xé rách tấm bùa trấn giữ ở đó, đập tan cái hình nhân giam giữ Lệ đi. Bà Hảo sụi dần trong lòng của Nằm. Anh biết là vợ của mình đi rồi, lần này là đi thật. Cái Thư không biết đứng ở cửa từ bao giờ, nó nghe, nó hiểu tất cả. Nó chạy tới ôm lấy bố, vùi mặt vào ngực bố mà khóc lên.
Sáng hôm sau, Thịnh đầu quấn băng trắng, ngồi ôm cái na đùa giỡn trước hiên. Cái Thư xin nghỉ học một ngày, vẫn còn đang ngủ vì mệt. Bà Hảo cũng đã tỉnh lại. Bà đứng trước bàn thờ, chắp tay khấn vái điều gì đó. Riêng Nậm thì ngồi thất thần trước cửa. Thi tỉnh dậy, đầu ong ong. Cô vỗ vỗ đầu một cái, rồi nhìn xung quanh, rồi á lên một tiếng. Thôi chết, sao cô lại ngủ tới giờ này? Nhìn xuống dưới, quần áo vẫn còn nguyên. Cô cười thầm, rồi chải lại tóc tai đi ra ngoài. Lại gặp ngay Nậm đang ngồi ở trước cửa. Cô lý nhí nói: Anh dậy sớm vậy, sao không gọi em chứ? Nậm nhìn Thi. Những lời nói của vợ anh hôm qua cứ lẩn quẩn ở trong đầu. Thi lách người qua anh, bước ra hiên. Nhìn thấy Thịnh thì gật đầu một cái. Tuy chưa gặp Thịnh lần nào, nhưng cô cũng được biết Thịnh qua lời kể của bà Hảo. Bà Hảo thấy Thi ra, lòng áy náy không thôi. Bà quyết định sẽ nói rõ với Thi rằng Nậm không có tình cảm với cô. Đêm qua cũng chưa xảy ra chuyện gì, vì bà không muốn làm lỡ dở đời của Thi một lần nữa. Thi đi xuống nhà tắm, đứng trước gương, khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười. Bà Hảo đứng ở sân chuẩn bị đi về phía Thi. Cái Thư cũng mới dậy, nó dụi dụi mắt chạy lại ngồi bên cạnh bố. Bé Na vẫn còn nằm trong lòng của Thịnh ở trước hiên. Thi bước lên, giọng hơi yếu ớt gọi: Mẹ, sao lại đứng ở đây? Để con pha trà hoa lại mẹ thích nha. Ơ kìa chú Thịnh, gọi Na dậy đi cho nó còn ăn sáng. Mặt trời sắp qua đỉnh đầu rồi đó. Cả nhà ai cũng ngẩn ra trước câu nói của Thi. Cái Thư vụt về phía Thi, lắc lắc tay cô mà nói: Mẹ, có phải là mẹ không? Thi xoa đầu con bé, cười trìu mến, ôm nó lên, rồi kẻ trách yêu anh Nậm: Nè, anh dậy lâu rồi sao còn ngồi đó? Không định đi làm sao? Hay là muốn chết đói hả? Cái Thư vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Thi. Thi cười nhẹ, véo má rồi cụ nách nó: Con gọi ta là mẹ, vậy thì ta là mẹ của con rồi. Nó cười vang. Bà Hảo khẽ gật gật đầu, nước mắt lại lăn trên gò má. Cái Thư hớn hở ôm chặt lấy cổ Thi mà cười lên kinh khích. Nó nói lớn: Chú Thịnh với bố thấy không, mẹ của con đó nghe. Thịnh cười ngẩn ra, nhìn anh trai mình đang dán chặt mắt vào người phụ nữ đang đi tới gần. Nậm luống cuống đứng lên, tay ôm con. Thi khẽ thì thầm vào tai Nậm: Cứ gọi em là Lệ Thi đi. Sau này em là vợ anh, là mẹ của các con anh. Đúng là cuộc đời tuy nhiều ngang trái, nhưng ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người. Cứ cho đi yêu thương, ắt nhận được trái ngọt. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng có điều gì quý hơn gia đình và những người thân thương ruột thịt cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồi Sinh Vợ Quỷ của tác giả Tiểu Ân. Nếu như yêu mến truyện của em ấy thì đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Tiểu Ân. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.